bộ phim Thánh nữ Teresa Jesus. Tập 1. Con đường đến toàn thiện. Avila, mùa hè năm 1538. Hãy mở các cửa. Chào Lorenzo, chào bác Pedro, thật khó để nhận ra cháu, bác Pedro, con trai cháu. Chuyến đi thế nào? Mệt mỏi và chậm chạp. Chúng tôi không thể vội vì Teresa. Tôi rất mừng khi mọi người đến, tôi đang lo lắng. Teresa thế nào rồi? Không khỏe lắm. Các bác sĩ ở Avila không thể chữa lành cho cháu. Nhưng cháu bị bệnh gì? Tôi không biết. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi hy vọng anh sẽ ở lại lâu hơn một đêm nhé, Alonso. Không được, cháu phải gặp thầy thuốc ở Becedas, không thể chậm trễ được. Bác Pedro, lâu quá rồi không được gặp con Teresa, con gái ta. Đã 5 năm rồi từ khi con đến đây, ta nhớ rất rõ. Con cũng vậy, lúc đó con còn là một đứa trẻ. Và giờ đây con đã là một nữ tu. Một nửa nữ tu. Đây là bạn con, Juana Suarez, cùng tu viện với con. Con sẽ cảm lạnh đó. Juana, xin đưa cô ấy vào trong nhà. Cô ấy nên nghỉ ngơi. Xin đưa cô ấy tới phòng vợ tôi. Cầu xin Chúa an ủi cô ấy. Lát nữa bác sẽ nói chuyện với cháu chứ. Vào đi con, dĩ nhiên là bác ấy sẽ nói chuyện với con. Chúng ta sẽ mang súp cho cô ấy chứ. Cô ấy sẽ từ chối bất cứ thứ gì khác. Súp hả? Nên cho cô ấy ăn một cái gì bổ dưỡng hơn. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của Teresa, ngay cả cha chúng tôi. Một phần súp. Luôn đồng hành với người trí thức. Anh cảm thấy cô đơn phải không, Alonso? Đúng vậy, Pedro, tôi cảm thấy rất cô độc. Tất cả niềm vui đã rời căn nhà này cùng với Teresa. Tôi không ngạc nhiên, anh nhớ cháu. Và những đứa con trai này cũng sắp rời khỏi tôi. Bất cứ khi nào chúng nghe tin của Rodrigo từ Ấn Độ là chúng sẵn sàng đi ngay.
Ai đã có thể can ngăn gừng đến Navara nào? Đó cũng là lẽ tự nhiên. Anh nên cảm thấy tự hào. Ai mà nhớ những giấc mơ này? Vậy thì chẳng có gì để tước bỏ những giấc mơ của họ cả. Nào nào, vậy anh sẵn sàng để mà lãnh tài sản và danh tiếng ở tân thế giới đi. Họ sẵn sàng rồi, đặc biệt là cháu lớn. Nhưng nó còn chập chững lắm. Con đã 19 tuổi rồi cha, ở đây con có tương lai sao? 19 tuổi? Ừ, đúng rồi. Tôi sẽ cắt bánh mì. Không ngạc nhiên khi những người trẻ muốn rời đi. Miền đất này ngày càng trở nên ít hiếu khách hơn. Tôi cũng hiểu điều đó và tôi thực sự khuyến khích họ. Từ khi họ hàng của chúng ta Núñez Velas nhanh chóng kiếm được một gia sản lớn ở những vùng đất đó. Và tất nhiên điều đó làm lóa mắt. Anh có muốn một chút gì không? Ủa, có chuyện gì vậy Martin? Không có gì, anh mệt mỏi thôi. Đến giờ đi ngủ rồi. Vậy sao em chưa buồn ngủ? Vậy thì đến đây và ngồi với chúng tôi. Có lẽ em nên ở lại với họ. Không, đã quá khuya rồi. Và chúng ta còn một hành trình dài cho ngày mai. Chúng con đang chuẩn bị đi nghỉ. Đã trễ đâu? Con lo cho cô ấy. Cô ấy mệt. Sao em không nói em cảm thấy mệt đi? Vâng. Thật là một căn bệnh lạ lùng. Chứng ngất xỉu của cháu bắt đầu ngay sau khi cháu ngủ. Cháu thường mất tất cả những nhận thức về xung quanh mình. Một số bác sĩ chẩn đoán là bệnh tim, nhưng thực tế chẳng ai tìm được cách chữa trị. Họ nói các thầy thuốc ở Becadat rất giỏi. Cần có niềm tin trong những lúc này. Anh nghĩ sao về quyết định của tôi? Đó cũng là liều lĩnh ở độ tuổi của anh khi muốn tham gia hội dòng San Jerome. Anh cũng giống như Teresa. Anh sững không nghe những lời khuyên. Tôi tưởng anh đã cho nó qua rồi. Không thể cho nó qua. Một khi lòng đã ước ao. Có những việc rất khó để giải thích. Đặc biệt là trong một ông già. Đừng nói vậy, anh chỉ lớn hơn tôi, có 3 tuổi thôi. Đúng vậy, nhưng tôi mòn mỏi. Ôi trời ơi, đừng chán nản nữa mà. Mọi việc thật tệ lắm sao? Anh biết đấy, không dễ dàng chút nào. Tiền bạc ngày càng mất giá, việc gì cũng tính theo vàng từ Ấn Độ. Đất thì bị vắt kiệt bởi canh tác quá mức. Và chúng ta bán lông cừu qua Phần Lan, rồi phải mua lại vải vóc của họ với giá cao ngất ngưỡng. Thật vậy. Và chỉ những nông dân chúng ta là chịu khổ cực nhất. Đúng thế, nhưng cha ông chúng ta cũng đã có những thời kỳ khó khăn hơn. Tôi không còn đủ sức để chỉnh đốn mọi việc. Tôi đã không phục hồi được kể từ vụ tị tụng. Tôi nghĩ họ vẫn nhìn tôi như con trai của Toledo. Hãy quên đi, ở Cepedat, mọi người luôn tôn trọng anh mà. Sự việc là anh có lẽ đang quá gắng sức. Điều đó cần thiết cho một gia đình. Một cách không may mắn. Phủ kín tay chị lại nào, trời đang lạnh, em chưa ngủ đâu. Mời vào. Con không nghĩ là bác đến. Ta ngồi nói chuyện với cha con. Con dùng bữa ngon miệng chứ?
Ồ, chén súp vẫn chưa hết. Nhưng nhìn cô ấy thấy tốt hơn đấy chứ. Tôi không làm phiền mọi người nữa. Tôi sẽ ở lại một chút, nhưng không trễ như lần trước đâu. Đừng nghĩ vậy bác. Sách gì vậy? Cho con đấy. Một vật kỷ niệm từ bác con. Hãy đọc nó khi con cảm thấy khỏe hơn. Con nhớ không? Cách đây 5 năm đó. Vâng. Bác có biết quyển sách này có ý nghĩa gì với con không? Như là có bác ở bên con mỗi khi con cảm thấy chán nản. Tại sao con lại cảm thấy chán nản? Con không cảm thấy hạnh phúc khi ở trong tu viện sao? Vâng. Không hẳn là vậy. Con không có thời gian để giải thích. Con không thể tự mình hiểu điều đó. Mọi việc ổn mà. Con đừng tự làm mình mệt mỏi. Con luôn nghĩ mọi việc không phải vậy. Lớn lao hơn và anh hùng hơn. Ta biết. Ta cũng vậy con ạ. Chúng ta thật khó để tin được mọi việc lại xảy ra như vậy. Khi bác vào tu viện, bác sẽ cầu nguyện cho con đừng bao giờ mất đi niềm vui của mình, phải không? Nhưng ta không muốn lời này như một lời tạm biệt. Nó là gì nếu không là lời tạm biệt? À, quá nóng hả? Một chút. Chúa chúc lành cho con. Vẫn còn khá xa, nhưng không có gì ở đây. Đây là nơi nghèo nàn và bé nhỏ. Những cái ta cần thì không có ở đây. Ta sẽ trở lại với tiền. Đó là danh dự. Teresa. Teresa. Cô ấy thế nào? Cô ấy dường như không đau, nhưng cũng chẳng trả lời. Cô ấy yếu hơn, không muốn ăn. Sức khỏe của cô chưa bao giờ tốt cả. Nhưng trước khi tới tu viện, cô ấy không yếu đến nỗi vậy. Maria, nhanh lên, chúng ta còn cả một quãng đường dài. Trời thì sắp tối rồi. Chồng chị có vẻ lo lắng. Martin, Luca đã quay về. Anh quay trở lại sớm nhỉ? Thầy thuốc đã nói gì? Bà ấy sẽ không gặp bất kỳ ai cho đến mùa xuân. Tôi đã nói trước vậy mà. Nhưng tại sao không? Anh đã không nói chuyện với bà ấy sao?
Thế ngài có, tôi đã hỏi ngay bà ấy. Bà ấy nói vì lý do gì? Chỉ nói vậy thôi. Bà ấy không chịu bất kỳ ai cho đến tháng 3. Những cây thuốc cần dùng hiện nay chưa có. Anh có nói là trường hợp khẩn cấp không? Có ạ. Và bà ấy nhún vai không nói một lời. Ôi trời, chỉ có vậy thôi sao? Đừng lo, em có thể quay về Avila. Không được. Để xem nào Maria. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến cha. Vamos a consultárselo. Để họ đi, nhưng em sẽ ở lại nhà ta cho đến mùa xuân, em hiểu không? Đây là nhà chồng chị Maria. Đúng vậy. Nhưng em là em chị và em đang bệnh. Ở đây sẽ tốt cho sức khỏe của em. Theo lời chị thôi. Chị đi xem cha quyết định thế nào. Tinh thần của cô thế nào? Tốt hơn nhiều. Nhưng sức khỏe của tôi rất tệ nếu phải đợi cho đến tháng 3. Tôi hy vọng bà ấy có thể tìm được cách. Chắc chắn. Cha vợ của tôi bị tưởng chết rồi nhưng giờ đã khỏe hẳn. Và cô còn trẻ như vậy. Vâng, mọi việc xin vâng theo ý Chúa. Tôi xin phép đi cột ngựa lại. Xem ra chúng ta phải ở lại cho đến tháng 3. Ai? Chị, em và Maria. Những người đàn ông đang nói về việc quay lại Avila hôm nay. Anh rể tôi cũng vậy à? Vâng, anh ấy có một số việc phải làm ở đó. Teresa? Dạ. Cuéntame algo. Có phải căn bệnh làm cho chị trở nên lặng lẽ như vậy không? Em chợt nhớ một câu chuyện mẹ em thường kể. Câu chuyện của Oriana, con gái của Felisuarte. Mẹ em kể như bà đã từng gặp cô ấy. Cô ấy đẹp không ai sánh bằng. Thật à? Một ngày kia, hoàng hậu mẹ cô đưa đến một người hầu trẻ. Bà ấy nói, con gái người hầu này sẽ phục vụ cho con. Oriana nhìn người này và trả lời ngay rằng, con thích anh ấy. Lời nói của cô như khắc vào tim người hầu, không bao giờ bị xóa nhòa. Anh phục vụ cô không bao giờ mệt mỏi và cô luôn ở trong tim anh. Tình yêu này kéo dài cho đến trọn đời, họ không bao giờ ngừng yêu nhau. Mãi mãi sao? Mãi mãi. Tình yêu chỉ tuyệt vời khi nó là mãi mãi. Domine probasti me et cognovisti me. Tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, si
tuderat in principio nunca semper et in secula seculorum. Amen. Mi autem nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est principatus seorum. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntati, rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te, Pater mandam gloriam tuam, Domine. Chị có thấy đau hoặc mệt không? Nếu có chuyện gì đừng giấu em nhé. Xin đừng lo cho em. Dĩ nhiên là em phải lo cho chị rồi. Chị có nhớ chị đã vui thế nào trên con đường này không? Có những việc gì đó đã xảy ra. Hãy kể cho em nghe đi. Em là bạn chị. Xin lỗi, em không biết gì để kể với chị cả. Chị buồn em hả? Đừng vớ vẩn như vậy. Có những điều không thể giải thích được. Nó xảy ra vậy thôi. Chuyện gì? Em không hiểu tâm trạng thay đổi của chị. Em không biết. Xin đừng hỏi em thêm nữa. Bản ký tự tâm linh thứ ba, tác giả Francisco de Osuna. Điều cần thiết thì không viết hay nói, nhưng im lặng và hành động, không cần viết hay nói. Nói làm phân tâm,
thinh lặng và hành động giúp tập trung và củng cố tinh thần. Phương thức để bảo vệ tinh thần là qua đau khổ và sự thinh lặng. Đóng mọi giác quan, đắm mình trong sự đơn độc, quên đi tất cả mọi tạo vật và mọi sự việc, ngay cả khi đó là tận thế. Làm sao để giữ trái tim như một lâu đài? Joanna, Joanna, hãy mang đèn đến. Hãy giữ lòng bạn. Nếu ma quỷ tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào, nó sẽ qua đó xâm nhập vào lâu đài nội tâm của bạn. Ôi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhờ nó vết nhơ tâm hồn được thanh tẩy, nhờ nó ngọn lửa tội lỗi được dập tắt. Phúc thay ai khóc lóc, chẳng lâu sau họ sẽ cười vang. Trong những giọt nước mắt này, ôm tâm hồn, khi nhận biết người chồng của bạn, hãy ôm lấy người cho thỏa lòng khát mong. Hãy hân hoan nào trong niềm vui trào dâng đó, sự an ủi của Ngài như sữa và mật ong. Đó là những quà tặng tuyệt vời người chồng đã tặng cho bạn. Những giọt nước mắt và than van, hãy uống nó đúng cách. Những giọt nước mắt này là bánh mì hàng ngày của bạn, ngọt ngào hơn mật từ tổ ong. Teresa, em đang làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy luôn đọc sách như mẹ cô. Chị ấy luôn nói về mẹ. Chị nói bà rất tốt. Vâng, và là một người mơ mộng. Họ hiểu nhau. Cô ấy chẳng bao giờ bị la rầy, ngay cả khi anh em đi phiêu lưu. Điều đó là ý của cô ấy. Chị nghĩ sao về mẹ kế? Với tôi, bà ấy như một người mẹ, như tôi đối với Teresa khi bà ấy qua đời. Maria, chị có nghĩ sẽ kết hôn cho Teresa nếu chị ấy kết hôn không? Đôi khi tôi nghĩ chị ấy có phải đã nhầm đường rồi không? Sao? Tôi nghĩ sao ấy à? Không, tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đi tu. Chị ấy có bạn trai không? Chị ấy chưa bao giờ nói về điều đó. Không hẳn là bạn trai. Người đó là anh họ cô. Hai người thường luôn ở bên nhau. Vì vậy, cha cô đã gửi cô đến tu viện. Tại sao thế? Ông rất nghiêm khắc và coi trọng danh dự. Thật ra, tôi không nghĩ cô ấy sẽ có cuộc sống giống như tôi hay như mẹ cô. Cô ấy bay cao hơn nhiều. Cô ấy khác với chúng tôi. Vâng, đó là lý do. Teresa, Teresa, chị đang ngủ hả? Xin trả lời em đi, đừng làm em sợ. Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em sẽ gọi chị của chị đến nhé. Không, xin đừng làm vậy. Người chị lạnh quá. Chị cảm thấy trong người thế nào?
Chị đang đọc sách à? Quyển sách đó không tốt cho chị. Để đó đi. Em xin chị. Chúng ta lên đường nào. Reina del deleite, gran señora de vasallos, gran señora de vasallos. Dícenme que tienes callos y en el rostro del afeite, y en el rostro del afeite. Que vuestra señoría tiene tres dientes postizos, tiene tres dientes postizos, que sabe mucho de hechizos y estudia nigromancia y estudia. Bê Sê Đáp, mùa xuân năm 1539. Tôi qua. Con thế nào rồi, con bé nhỏ của ta? Có mệt không? Ở đây chúng ta sẽ cố gắng để con cảm thấy thoải mái nhất. Thank you.
Chứng co giật và ngất xỉu là điều tệ nhất. Và cô ấy không muốn ăn uống gì. Ở Avila họ đã chích máu và xoa bóp cho cô với dầu bò cạp, nhưng vẫn không tác dụng. Cô đau ở đâu? Trái tim. Cô ấy nói là những cơn đau thấu tim. Trái tim có thể lừa dối, nó rất xảo quyệt. Cho cô ấy uống thuốc này. Bây giờ à? Uống sớm thì tốt hơn. Uống đi em. Tôi sẽ làm thêm ít thuốc cho cô ấy. Cô ấy phải uống một tháng. Và cũng nên đi dạo, thư giãn. Đó là do gan. Cô ấy sẽ tốt hơn chứ. Nếu bà không tin tôi, sao lại đến đây? Chữa chứng sốt và đổ mồ hôi. Xem bói cho các phụ nữ có thai đây. Hãy áp hòn đá này vào ngực, ngáp cho đến khi mỏi miệng. Ông sẽ được che chở khỏi khói và độc dược, khỏi những hạt giống xấu và con mắt thủy sứ, khỏi các cây độc và mưa đá, an toàn như chim trong tổ của mình.
như cái kéo cắt quần áo. Cơn đau nhẹ nhàng tan vào thinh không. Chúa ở cùng bạn, ngợi khen danh Ngài. Đây, thưa Ngài. Cô ấy là người của một linh mục. Thật sao? Giá trị như một bài hát đó. Vị linh mục này sống phóng túng ở gần đây. Tại sao lại gọi ông ta là cha xứ khi ông ta cũng như chúng ta thôi? Cô ấy mộ đạo từ thiện lại nóng bỏng, đáng yêu. Ôi Giêsu, thật là khủng khiếp. Con thấy mình như ở thiên đường, con kết hợp làm một với Ngài. Và khi con trở lại với những cảm xúc của mình, nó kéo dài như một kinh kính mừng. Con cảm giác như cả thế giới ở dưới chân mình, và một nỗi buồn vô hạn cho tất cả những ai cứ chìm đắm trong vạn vật mà không biết Thiên Chúa. Con bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Con không nghĩ là con đã quá viễn vông à? Con đã đọc một cuốn sách, trong nó nói rằng ta không thể chạm đến Thiên Chúa nếu chỉ nhảy như một con ếch hay như một con gà ục ịch. Ta phải bay như chim đại bàng, và Chúa sẽ đến đỡ lấy chúng ta, dắt vào tổ khi chúng ta mỏi mệt. Con không bị bệnh chứ? Đó lại là một việc khác. Chuyện của cha ấy đã lan truyền khắp làng. Chị không nên xưng tội với ông ấy. Hãy kể em nghe những gì chị biết về người phụ nữ đó. Em chỉ nghe họ nói, và hôm qua em thấy cô ta ở quán rượu. Người hầu trong khách sạn đã đùa cợt rằng cô ta là tình nhân của linh mục. Cô ta trông thế nào? Không trẻ lắm. Tóc màu sẫm, có vẻ bất cần. Họ nói cô ta không quan tâm mọi người nói gì. Họ còn nói gì khác nữa không? Vài việc nhỏ nhặt. Là gì? Cô ấy bỏ bùa một bức tượng nhỏ bằng đồng mà linh mục luôn đeo ở cổ, và không ai có thể lấy đi được. Có lẽ chưa ai thử làm như vậy. ¿Qué ocurre, padre?
Thưa cha, có chuyện gì mà cha không ban ơn giải tội cho con? Tôi không thể. Có phải tội con quá nghiêm trọng không? Không, mà là tội của tôi. Không ai là tội đồ trong mắt Chúa. Tôi không xứng với sự tôn kính của chị. Thưa cha, xin đừng làm vậy. Xin hãy ngồi lên và cho con biết chuyện gì. Chị sẽ rời đi ngay nếu tôi nói ra. Xin đừng sợ, con sẽ không làm vậy. 7 năm qua tôi đã phạm tội gian dâm và mê đắm một người phụ nữ. Chuyện này ai cũng biết và tôi đã mất danh dự. Vì chị không biết chuyện nên chỉ có mình chị nhìn tôi với sự tôn kính. Nhưng bây giờ ai nói là con không biết việc này? Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phải tiếp tục, không có cách nào khác. Nhưng cô ấy không cảm thấy đỡ hơn. Không đỡ mà còn tệ hơn. Những người không kiên nhẫn luôn cảm thấy vậy.
Ông ấy đã đưa gì cái cho chị? Những gì chị làm cho tôi lại trở nên điều xấu xa? Nếu việc đó mang lại ánh sáng cho tôi là bởi vì nó quá cực đoan. Khi tôi rời bỏ cô ấy, tôi cần chị giúp hơn bao giờ hết. Chúng ta phải tự cứu rỗi mình qua ân sủng, không còn con đường nào khác. Trên con đường này chỉ có chị đồng hành với tôi. Hãy để tôi ra ngoài con đường đó. Tôi không thể bước đi đơn độc. Tôi cũng bước đi đơn độc. Con và cha cùng đi về một hướng. Teresa. Tôi đã gửi tin cho cha. Cô ấy phải quay về Avila. Ở đây không có ích lợi gì cả. Đi nào con. Chuẩn bị ghế.